Hôm nay thầy sẽ chia sẻ cho các em cách làm thế nào đổi tên cái tài khoản Google Meet của chúng ta để tham gia cái phòng học. Và lý do tại sao chúng ta phải đổi tên, tại vì khi mà chúng ta tham gia vào phòng học ấy, thì thầy cô không biết được tên của chúng ta là gì. Cho nên trong quá trình gọi tên ấy, thầy cô thường nhìn cái tên hiển thị ở trên đó, chỉ ít khi nào thầy cô dò cái danh sách học sinh của lớp chúng ta để gọi tên. Như vậy chúng ta cần đổi tên thì như vậy nó mới phù hợp để chúng ta tham gia lớp học. Và bên cạnh đó thì việc khi mà có một cái tài khoản khác tham gia vào lớp học mà không phải tên của học sinh lớp mình ấy, thì thầy cô sẽ dễ quản lý hơn. Như vậy các em nhé, về làm thế nào để đổi tên tài khoản chúng ta trong cái ứng dụng Google Meet để chúng ta tham gia học tập cho nó hiệu quả hơn, thì bây giờ thầy sẽ chia sẻ cái video clip này. Và chúng ta phải theo dõi thật kỹ và chúng ta đừng bỏ qua một bước nào, thì như vậy thì chúng ta mới dễ dàng làm đổi tên một cách hiệu quả. Bây giờ các em hãy cùng theo dõi nội dung video này nhé. Trước tiên chúng ta sẽ phải mở cái ứng dụng Google Meet lên. Đầu tiên chúng ta tìm kiếm đến cái ứng dụng đó, chúng ta sẽ tìm đến cái Google Meet. Hiện tại chúng ta nhìn thấy thầy quanh tròn này, đó là ứng dụng Google Meet ha. Vậy khi mà chúng ta chọn cái đó mở ra thì chúng ta sẽ thấy là cái giao diện của cái Google Meet nó như thế này. Cho nên là chúng ta sẽ chọn vào cái mục tài khoản chúng ta ở bên góc phải bên trên cùng á, thầy quanh tròn nè, chúng ta chọn đó. Rồi chúng ta sẽ chọn đó này. Đó, vậy ở đây nó sẽ hiển thị ra một số cái tên tài khoản mà chúng ta đang sử dụng ở trong cái thiết bị di động của chúng ta. Vậy hiện tại chúng ta sẽ sử dụng cái tài khoản trên cùng, ví dụ như thầy chọn cái tài khoản là Nguyễn Xuân Thiện, và thầy sẽ hướng dẫn các em làm thế nào để sử dụng cái tài khoản, đổi cái tên khoản ra thành một tên khác. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái mục là quản lý tài khoản Google của bạn ha. Chúng ta chọn cái mục đó ha. Sau khi chúng ta chọn mục đó rồi á, thì nó sẽ xuất hiện cái khung như này, nó sẽ hiển thị cái hình ảnh của chúng ta, cái hình đại diện này. Đây là cái hình đại diện. Bên cạnh đó thì chúng ta để đổi tên tài khoản cá nhân của chúng ta thì chúng ta vào mục là thông tin cá nhân này các bạn nhé, vào mục thông tin cá nhân. Rồi sau khi vào mục thông tin cá nhân rồi, chúng ta sẽ vào cái mục là tên. Đây chúng ta sẽ vào cái mục tên. Vậy ở đây hiện tại thầy đang để tên là Nguyễn Xuân Thiện, nhưng thầy sẽ bấm vào đó để chúng ta biết cách đổi tên tài khoản này nhé. Rồi bây giờ chúng ta bấm vào đó. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ xuất hiện cái khung đó là họ, và cái khung thứ hai là tên. Vậy bên trên chúng ta sẽ nhập họ của chúng ta, và bên dưới chúng ta sẽ nhập tên và tên lót. Sau khi chúng ta nhập đầy đủ hai cái thông tin đó rồi, chúng ta bấm vào lưu. Chúng ta sẽ bấm vào lưu. Sau khi chúng ta bấm vào lưu á, thì như bây giờ thầy sẽ đổi cái tên có dấu đi ha, thì lưu nó mới có cái thay đổi một tí. Xuân rồi, họ Nguyễn, thầy sẽ xóa cái tên này đi, cái họ không có dấu đi. Rồi bây giờ hiện tại là thầy đã vừa đổi tên xong trong này rồi, bây giờ thầy sẽ bấm vào cái mục lưu này các em nhé. Và hệ thống thông báo của ta ở phía bên dưới á, chúng ta nhìn cho rõ nhé. Đây là phải mất một khoảng thời gian ngắn thì tất cả những cái tên của chúng ta nó mới hiển thị đầy đủ ở mỗi chỗ. Đó. Rồi như vậy thì chúng ta cứ bấm lưu đi ha. Đổi tên tài khoản của thầy từ cái tên không có dấu thành cái tên có dấu rồi, các em nhìn thấy không? Đó. Như vậy là chúng ta đã đổi tên thành công. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể đổi ảnh đại diện của chúng ta ở cái khung này với các em nhé. Vậy thì là thầy vừa chia sẻ cho các em biết cách làm thế nào để đổi tên tài khoản và đổi ảnh đại diện cho cái tài khoản Google Meet của chúng ta. Bây giờ chúng ta quay trở lại và tham gia học bình thường, thì hệ thống học sẽ tiếp nhận cái hình ảnh và cái tên của chúng ta theo đúng như cái gì chúng ta vừa đổi. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những clip hướng dẫn tiếp theo.